theo Nghị định 46 năm 2016 quy định. Phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Phạt tiền từ 7-8 triệu đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Phạt tiền từ 16-18 triệu đồng đối với người điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở hoặc không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ. Ngoài ra, người điều khiển xe còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1-6 tháng tùy từng trường hợp và cao nhất sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự lên đến 15 năm tù. Thì tất cả những nước châu Âu, những nước bên cạnh chúng ta như trong Đông Nam Á của chúng ta như Singapore, như Thái Lan, như Mã Lai thì hành vi sử dụng bia rượu và các chất kích thích mà tham gia giao thông điều khiển phương tiện người ta đưa luôn vào luật nguồn của trách nhiệm hình sự, tức là đưa vào bộ luật hình sự thành một cái điều luật cụ thể và có thể xử phạt tù ngay sau khi mà phát hiện ra chứ chưa cần vấn đề gây hậu quả. Tại hiện nay của chúng ta là chỉ khi nào xảy ra hậu quả chết người, thương tích, những cái thiệt hại về tài sản đáng kể thì mới đưa vào xử lý hình sự, thì hoàn toàn tôi không đồng tình với cái hệ thống luật nguồn này. Rõ ràng là chế tài xử phạt đối với tình trạng sử dụng rượu bia khi lái xe đã được quy định rất rõ, thế nhưng tình trạng này vẫn ngày một gia tăng. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải có thêm nhiều hình phạt bổ sung cũng như cần có nhiều giải pháp đồng bộ hơn để hạn chế tình trạng đáng lo ngại này. Và sau đây là ý kiến chương trình ghi nhận được từ người dân và các luật sư. Trước đây tôi có một thời gian công tác ở Nga thì tôi cũng có tìm hiểu về pháp luật ở Nga đấy. Thì đối với các cái lái xe mà sử dụng rượu bia, họ tạm giữ hành chính 15 ngày, trong vòng 15 ngày đối với những lái xe mà uống rượu bia. Mặc dù trước gây hậu quả khi họ kiểm tra, nhưng họ cảm thấy có nhận thấy rằng lái xe mà đã uống rượu bia thì bị xử lý. Cũng nên là có cái hình phạt giống như là tước bằng lái xe vĩnh viễn đối với người lái xe mà gây hậu quả nghiêm trọng khi mà đã uống rượu bia mà còn điều khiển phương tiện và có thể là cho đi lao động công ích tùy thuộc theo cái hậu quả mà người lái xe để gây ra. Ngoài ra thì cần phải sớm ban hành luật phòng chống tác hại của rượu bia. Chúng ta dứt điểm phải quản lý thật tốt vào vấn đề từ sản xuất, lưu thông phân phối, thương mại cho vấn đề sử dụng bia rượu. Chúng ta phải làm hết sức chặt chẽ. Không vì lợi nhuận trước mắt, vì vấn đề thuế của ngành bia rượu đóng góp cho nhà nước mà chúng ta coi nhẹ về tính mạng của nhân dân. Bản chất cái tội danh này nó xuất phát từ lỗi vô ý và không ai mong muốn cái hậu quả xảy ra cả. Đấy, do đó ấy, dù ta có tăng giảm hình phạt hay không ấy, thì nếu chúng ta không làm tốt các vấn đề khác, xác định cái nguyên nhân bản chất sự việc để giải quyết ấy, thì tội phạm vẫn xảy ra thôi. Thưa quý vị, dù hành lang pháp lý có đầy đủ, chế tài xử phạt nghiêm khắc, nhưng ý thức của người tham gia giao thông vẫn kém thì các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn cứ xảy ra. Do vậy, thay đổi nhận thức của người dân là việc làm đầu tiên để hạn chế tình trạng này. Và phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.